Anh Nhân ơi, có bạn fan tên Bất Ngọc kêu là gần hè gọi tổ chức cho các team đi chơi đi. Đúng rồi, hôm nay cuối tuần nè, mình đi đâu xa xa chơi đi. Công viên nước đi anh, em để mấy cái clip liên quan tới công viên nước đều hơn 10 triệu view hết á. Chính xác luôn, cơm mình đã làm liên quan tới công viên nước 3, 4 hay 5 cái clip rồi. Mình không có muốn tiếp tục làm những cái ý tưởng bị trùng này nữa. Anh Vinh ơi, em có ý tưởng như vậy hay là tối nay team mình đi công viên thiếu nhi chơi đi. Chơi thì được rồi đó, nhưng mà quay phim chứ bạn xem không có rõ nét. Ở đó buổi tối nhiều muỗi lắm các bạn ơi. Nhiều người mà còn ồn ào nữa chứ. Công viên thiếu nhi thì thường xuyên là người ta chỉ mở cái buổi tối thôi. Còn mình á là biết một cái công viên mở ra từ 7 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn. Nhưng mà có điều hơi xa nha. Mấy đứa em chịu đi không? Dạ chịu. Đi taxi nha. Yeah. Mình đi xe xa bị ói bạn ơi. Kiểu này ói chắc chết quá. Để đề phòng cảm giác bị mắc ói, mình uống thuốc cho nó chắc ăn. Giờ thằng này đi tới Vũng Tàu cũng không sợ. A few moments later. Hôm nay mấy anh đóng clip gì vậy? Hôm nay quay clip vui đó nè Phát, đi qua Long Xuyên chơi. Mấy anh cho em tham gia chứ được không? Cơm hết thì đi chung mấy anh chị nè, mà xin mẹ chưa? Đóng clip cho anh Vinh là mẹ em cho à. 5 minutes later. Xe taxi tới rồi các bạn ơi, team mình đang đi ra nè. Đó, lên xe thôi, mấy đứa lên xe đi mấy đứa ơi. Đó, lên xe nha các bạn. Đó, lần này là có một chuyến đi Long Xuyên. Vũ Anh nè. Lên xe bạn ơi. Team lên hết chưa? Chưa anh Nhắn ơi. À Đại, anh Ngọc sẽ đằng sau nha bạn. Tại bọn mình không ơi. Mấy đứa trâu dữ lắm các bạn ơi. Vũ Hành nè, Vũ Hành là mắc ói nè, cho nên phải ngồi sau lưng tài xế nè. Đó, Lý Tiểu Phát nè, Tiểu Phương, Dương. Hai tay ngồi chung với anh Nháo. Đó, chuyến đi Long Xuyên nha các bạn. Từ tụi mình đang ngồi trên xe nè các bạn. Đó, cả team mình nè các bạn. Từ Cao Lãnh của tụi mình mà đi qua Long Xuyên là cỡ 2-3 tiếng á. Ngồi trên xe chán quá. Trên xe của chú có cái chương trình gì để giải trí không? Xe chú có karaoke, tụi con muốn chú mở cho tụi con ca. Karaoke hả? Mấy đứa muốn ca không mấy đứa? Thôi em không ca đâu. Ai ca vợ? Ai ca vợ? Vậy? Em ca cho. Á Tiên ca hả? Dạ. Ok, em ca bài gì vậy? Dạ bài Bạc Phận. Bạc Phận phải không? Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh bài Bạc Phận cho Á Tiên hát nha bạn. Mấy đứa phải đây. Là tới chỗ là phải ngồi nghỉ ngơi một chút xíu. Sau đó bọn mình sẽ đi ăn cơm trưa, uống nước cho nó phục hồi sức khỏe lại. Rồi cả team mới có sức chơi, rồi mới có sức để mà quay phim cho các bạn coi. Đó, công viên nè, thuyền rồng. Chút xíu nữa ai mà can đảm mạnh mẽ lên chơi chiếc thuyền rồng rồi nè, cho nó thoát tim. Team mình phải ăn để mà lấy sức rồi mới quay clip cho các bạn coi được. Ăn nhiều đi mấy đứa ơi. Dạ, nó đã tiền. Dạ. Cá sấu tận trên. Cá sấu rồi. 10.000 một cân câu. Cá sấu gì vậy? Cá sấu bảy mươi mà luôn. Cá sấu này bò gì mà ở đây 10.000 đồng một cái cần câu nè các bạn. Nhìn nè. Quá trời rẻ luôn. Mấy con cá sấu này nhỏ quá chứ chắc có lộn đâu em nữa. Wow. Đúng rồi, cái tướng của cưng cũng đủ một buổi ăn sáng của nó rồi đó. Bình thường ghét mấy con cá sấu này dữ lắm. Tự nhiên hôm nay thấy nó bị nhốt trong chuồng, nhìn tội nghiệp quá. Đúng rồi đó. Bây giờ nhìn mấy con cá sấu này hoài cũng vậy à. Team mình quyết định chơi tàu lượn đi. Tàu lượn kìa. Team mua vé thôi. Đây cũng là lần đầu tiên mình chơi luôn nha. Vậy cũng vậy nữa. Không biết cảm giác nó như thế nào nữa bạn ơi. Sức bắt rồi bạn ơi. Đây cũng là lần đầu tiên mình chơi không biết sao nữa. Mình ngồi ở trước của một mình nữa các bạn ơi. Trời ơi, sợ quá. Nói chung bây giờ sau khi chơi xong cái gồng lượng siêu tốc này mình sẽ hỏi cảm nhận của mấy em nha. A Đại nói trước nha coi. Quá bình thường anh Vinh ơi. Con gồng này chạy chậm ghê à, nhưng mà nó đã anh Vinh ơi. Để mình hỏi ý kiến của một bạn rất nhỏ này. A Tiên nói anh nghe. Ấy con gồng chạy chậm gì mà em còn nhức đầu á.
Thôi bây giờ cái trò này chỉ dành cho những bạn lên trên này để chill thôi, chứ nó không có cảm giác mạnh gì đâu. Muốn chơi cảm giác mạnh là phải chơi cái chiếc tàu lượn siêu tốc đằng kia kìa. Đó, bây giờ em nào chơi với anh giơ tay lên. Ủa? Sao hồi nãy thấy anh Lý Tiểu Phát xung phong rồi bán dưới quýnh lộn mấy cá sấu mà sao giờ trò này không dám đưa tay? Mấy trò tàu lượn siêu tốc này không làm cho em sợ được, cho nên em không có chơi. Tàu lượn siêu tốc nha các bạn. Ủa? Rồi luôn, cái này không phải tàu lượn siêu tốc các bạn ơi, mình quên rồi. Mà là xe đạp trên không. Cái này là xe đạp trên không. Trời ơi, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Cái trò này mình không chơi đâu, không có gì hứng thú. Thôi bây giờ cho mấy bạn nữ với mấy bạn nam lên đây chơi đi nha. Em anh ngồi chung mình ơi. Rồi, hai người chung một xe. Hai người chung một xe nha. Ghế đầu tiên là A Ngáo và A Đại. Ghế thứ hai là A Ngọc và Vũ Thơm. Lần đầu tiên mình chơi trò này luôn á các bạn. Để mình trải nghiệm thử coi nó ra sao. Ai mà muốn giảm cân thì lên đây đạp xe nha. Cái ghế cuối cùng là của mình với Lý Tiểu Phát nha. Mình Phát. Đây. Ờ, đi các bạn ơi. Được. Mình với A Đại sẽ đi trước kia. Quá đã ơi. Nó cùng dữ lắm các bạn ơi. Ở phía sau là A Ngọc và Vũ Thơm nha. Đó. Đạp nhanh lên nha. Quá đã luôn. Từ thôi, không thả. Ai mà muốn giảm cân nên đi đạp nha. Ừ, đã giờ mỏi chân quá. Được rồi. Ờ, đạp nhanh lên. Đạp nhanh lên đi dạ. Đạp Phương. Đạp đều đều cho với nhau nha. Đây là cái hồ này nha các bạn. Ơ, từ từ ha. Rồi, bọn mình đã kết thúc cái trò chơi xe đạp trên không rồi nha các bạn. Đó, mà tiếc rằng là một vé chỉ chạy được có một lần hả bạn. Đó, giờ bọn mình đi xuống nè. Trải nghiệm của Du Thành như thế nào? Trải nghiệm lần đầu tiên quá đã luôn bạn ơi. Đúng rồi đó, có vòng nè. Cái này mình đạp là chảy mỡ luôn các bạn. Rồi đi xuống nè. Cái trò chơi lần này quá trời vui luôn các bạn ơi. Rồi, còn rất là nhiều trò mà. Rồi. Đang chơi mà trời mưa. Đang quay phim mà trời mưa. Cũng may là ở đây có cái mô hình xà lá. Chứ là bọn mình phải chạy vô trong này trú mưa thôi các bạn ơi. Bữa nay là ngày xui xẻo quá. Mưa luôn rồi, quá mát rồi. 20 minutes later. Muốn chơi đạp vịt quá à, đi mua thôi, bà chủ đâu rồi. Đây đây bà chủ đây nè. Bà chủ ơi, bán con 5 vé đạp vịt. Tổng cộng bao nhiêu vậy? Vé 30. Tiền anh Ngáo ơi. Tiền nha. Rồi, mua vé đạp vịt. 1 2 3 4 5 6. Rồi đi xuống dưới. Em đi vô anh nhanh. 4 con vịt một chiếc cano, mình quyết định sẽ sử dụng chiếc cano nha. Rồi, kéo chiếc này vô đi. Rồi chơi con đỏ đi. Chơi con kế bên Vinh luôn nè. Trời ơi, mới mưa xong ướt nhẹp luôn hả bạn ơi. Để mình leo lên. Kế tiếp cho nè. Leo lên đi Phố. Rồi, lên lên. Mình sẽ chung đổi giá tiền nha. Lên đi giá tiền. Dạ. Giờ sẽ tới mình. Lên thôi. Đó. Tại giờ chú ấy tháo dây ra nha các bạn. Kìa. Luôn lại đây ơi. Rồi. Đáp. Đó. Anh Vinh ơi, đến bây giờ mới thấy cái tài nghệ lái thuyền của anh đó. Chà, bị mắc kẹt nữa rồi. Dạo một hồi thì cũng chán, mình sẽ tổ chức một cuộc đua thuyền. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bên này sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng thì dứt. 1 2 3 Coi hàng giáo kìa, coi hàng giáo kìa. Trời ơi, đỡ cô A Đại Vũ Thanh chạy nhanh quá các bạn ơi. Đừng có để thua A Ngọc chứ ơi. Admin của cơm mà hãng mét nhục quá vậy. Đây à, đây à. Rồi, thua hả bạn ơi. Hạng nhất
đại, phải nói. Không biết là do nó mạnh hay là do chiếc tàu của nó chạy nhanh nữa. Hạng nhì là đội của An Ngọc với Liếp Điện Phát. Hạng ba là đội của mình. Hạng tư là đội của chị Thảo và Tiểu Phương. Và hạng bét là đội của Áo Tiền Duyên Thành Nhau. Nó bơi qua tới ranh giới Campuchia kìa. Đội mình nha, đã chiến thắng nha các bạn. Trời ơi, đội anh Nháo Mỹ bên kia. Đúng rồi. Đội An Ngọc rồi, hạng nhì nha các bạn. Anh Vinh hạng ba. Trời, cái cầu dừa này không phải dễ đi đâu nha. Các bạn ở trên Sài Gòn đi lấy quay là bị té đó. Dễ đâu. Ủa sao mấy nhỏ con gái này qua bên này hồi nào lẹ vậy? Anh cũng rảnh thiệt chứ, bên kia có đường không chịu đi đâu, đi cây cầu dừa chứ cho nó khó vậy. Tính ra tụi mình cũng rảnh thiệt hả mấy đứa bay. Tới chuồng dừa rồi kìa, đi vô coi thử. Không nghĩ tới cái công viên này để có cái chuồng dừa. Ở đây có cái chữ luôn, cấm chọc phá thú dữ. Lấy bánh gà cho mấy con dừa này ăn coi. Tại vì mình thấy tụi nó bị nhốt trong chuồng á, chắc cũng đói bụng lắm rồi. Cầm giúp anh Á Tên. Đây, mình sẽ đưa cho nó cái bọc bánh. Mình nghĩ với cái trí thông minh của nó sẽ biết xé bột bánh này ra mà ăn nha. Nè con, ăn coi. Ủa, cái lỗ chuồng có chút xíu gì à mà anh đưa bột bánh bự vậy, sao lấy vô? Để coi tên của con này là con gì. Thì ra tên của nó là Vượng Má Vàng. Rất là nhiều bánh luôn. Do nó rút cái bịch bánh vô không được rồi, cho nên là mình sẽ thảy bánh cho nó chập. Chia ra mỗi đứa vài miếng rồi thấy cho con dượng này nó chập. Nó xinh kìa các bạn ơi, tội nghiệp quá. Cục vàng. Anh Đại, anh kêu con chó hay gì á? Cái con này á, nó tên là Dượng Má Vàng thì anh kêu nó cục vàng, có gì đâu mà sai. Dạ. Nè, phải cao lên Đại. Rồi, lỡ tay hay bánh lên nút nhà luôn. Cái này nè, chập. Đó, được. Con trên đi. Trời ơi, thấy con trên mà con dưới chập. Người ta ra mới chụp được. Đúng rồi. Trời ơi, con này. Thôi mấy con dượng này nuôi trong chuồng riết, tay chân nó không có linh hoạt nữa rồi. Nè ăn nè mày. Bánh nè, ăn nè. Bánh nè. Không chịu chụp nữa. Không chịu chụp vậy. Đây nè. Có mặt đỏ kìa. Nó bự quá. Có gì vậy? Thọt tay vô bóc ra đi con. Đi vậy? Kéo vô luôn hả? Kéo vô nát bánh hết sao ăn? Trời ơi, đói quá các bạn ơi. Trời ơi, mạnh với con. Đẩy vô cho nó nè. Đi vô. Ừ. Rồi, vô rồi đó. Ở đây có nuôi hu nữa nè các bạn ơi. Nên nó ở con mình nè. Nó thấy người cái nó đi lại. Ăn bánh không hu? Con hu nó ăn cỏ, em đưa bánh cho nó ăn được. Ở đây cho ăn nè. Trời ơi, cái thùng rác nó dữ nữa rồi, có cái thùng mà không có cái đai. Cũng chiều rồi, team mình sẽ chơi trò cuối cùng rồi kết thúc video. Trò cuối cùng là trò gì anh Đại? Trò du thuyền, trò này hơi bị ghê đó. Đi ngoài trước đi. Du thuyền cũng là cái trò chơi cuối cùng mà bọn mình sẽ chơi ngày hôm nay nha. Đúng rồi, đi lên mua vé. Đi lên mua vé nè. Đi lên đi. Đó, mình sẽ ngồi ghế giữa nha các bạn. Đây, lên ghế giữa nè. Rồi, mình ngồi chung với Lý Lý Phát nè. Lần đầu tiên mình chơi luôn các bạn, gung quá à. Ừ, lên cao, rồi. Lên cao rồi nha các bạn, từ từ lên nè. Lên cao rồi. Từ từ mạnh lên nha các bạn. Càng ơi. Sau 2 phút thì con thuyền nó sẽ dừng lại nha các bạn. Nhìn ra Đại với Du Thành hả các bạn? Gung quá trời các bạn ơi. Được bạn ơi. Hồi nãy giờ mình nhắm mắt luôn á. Bây giờ ngồi ngồi gần xuống được rồi. Rồi gần xuống rồi. Rồi giờ bọn mình sẽ xuống nha các bạn. Mở ra. Đó, giờ bọn mình sẽ xuống nè. Mình nói đâu có sai đâu các bạn, trò này hơi bị ghê luôn á. Đúng rồi, giờ đi xuống. Giờ đi lại chỗ anh Vinh. Chơi trò này xong rồi thấy như thế nào? Anh ơi, ôi lắm luôn anh Vinh. Đúng rồi anh Vinh ơi. Anh biết mà, cho nên anh đâu có chơi đâu. Hồi xưa mình đã từng chơi cái trò này rồi. Ủa anh Ngáo, sao trò này anh không lên chơi? Anh mới ăn cơm no, lên chơi trò này là ói chắc luôn đó. Rồi, và video đi công viên lần này của team mình đến đây là kết thúc thôi. Và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo nha.
Đừng quên làm cái gì? Đăng ký kênh, bấm like với bấm chuông để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Nhanh lên nhau. Rồi. Để mấy cái vỏ lên. Rồi, để em chét miếng dầu lên mới được. Ừ. Ai, chét lên vỏ nè. Rồi đó anh Ngáo, anh sẽ cho thịt vào. Đó. Nhanh đi. Ừ, để anh cho vào luôn. Còn vỏ cuối. Để vô nè. Rồi đó anh Ngáo. Thơm rồi đó. Thịt con sò này nó hơi lạc cho nên mình sẽ để một miếng nước mắm lên nha. Ok, còn anh thì đặt trứng cút vô cho nó bổ. Rồi. Để vô nè. Cho nó trứng cút vô luôn. Rồi đó anh Ngáo. Cho trứng vào. Một con sò là hai trứng nha.